Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống còn, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lại. Cứ mỗi độ xuân về, những người con tha hương nơi đất khách, ai cũng muốn gom góp cho mình một chút hương vị quê nhà để phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương. Ngày Tết, không có nhà nào có thể thiếu món bánh chưng bánh tét, vì có lẽ nó là món buộc phải có trong mỗi gia đình để ăn Tết. Trước giờ, tôi cứ đinh ninh đồ ở nhà làm đang thơm ngon, kỹ lưỡng và hợp vệ sinh nhất, nên Tết nào cũng bày ra nấu nướng rất vất vả. Nhưng ông bà có câu, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Có duyên gặp gỡ với các anh chị trong bàn nấu bánh chưng bánh tét của nhà thờ La Vang, tôi mới biết rằng các anh chị làm bánh còn kỳ công, cẩn thận hơn cả bánh nhà mẹ mình làm. Các anh chị cho biết, người lau lá cũng được tuyển chọn kỹ càng, vì hai lý do. Xưa người, lá chuối mắc mỏ, hư lá coi như là lỗ vốn. Và hơn nữa, lá không lau sạch, bánh sẽ mau thiêu. Người xếp lá cũng quan trọng, xếp không khéo, bánh không vuông hay bể gốc, dơ nồi nước, hư bánh cũng lỗ. Người cột dây cũng vậy, cột không được quá lỏng, cũng không được quá chặt. Vớt bánh, rửa bánh, cái gì cũng có những nguyên tắc thiệt là nghiêm ngặt. Từng công đoạn một, từng chi tiết một, phải thiệt là hoàn hảo. Chỉ mấy người xuất sắc được tuyển chọn để thực hiện từng công đoạn. Các anh chị miệt mài làm việc từ sáng đến tối, để cho ra lò những chiếc bánh chưng, bánh tét đều tăm tắp, tròn trịa, bóng bẩy, dẻo thơm, chuyên nghiệp và ngon hơn cả bánh nhà làm. Ngon, phải khen là ngon, xứng đáng mang danh hiệu bánh chưng, bánh tét LV, La Vàng. Cái vấn đề xếp bánh chưng này nó cũng hơi khó khăn một chút xíu. Nếu mình biết cách mình xếp ấy, thì nó rất là dễ dàng. Mà đây nó lại là một cái nồi tròn, thì cái nồi tròn là sẽ chứa được khoảng 60 bánh, gần 60 bánh, thì chúng con sẽ xếp làm 3 lớp bánh chưng. Thì khi mà xếp bánh ấy, thì cái mặt của nó lúc nào chúng con cũng để nó có những cái lỗ như vậy đó. Nó sẽ có những cái lỗ để cho nước nó thông lên, để làm cho chiếc bánh chưng nó chín và nó không có bị hấy đó. Thì rồi thì là sau khi đó xếp bánh xong rồi á, thì bắt đầu là chúng con sẽ có những cái lớp gọi là để dìm cái bánh xuống, và nếu không mình đổ nước vô á, là bánh nó sẽ bị bay nổi lên. Thì lúc đó chúng con sẽ cho cái phên này vô, và rồi á, sau khi cho cái phên nữa rồi á, thì bắt đầu chúng con sẽ cho những củ gạch này lên đó, để nó cho nó dìm cái bánh xuống. Thì khi mà nước nó sôi hoặc là khi mình đổ nước đầy thì cái bánh nó không thể nổi lên được, và bánh chỉ có stay ở cái mức độ này thôi. Năm giờ mà bà chị này bà là cái nồi bánh tét. Thì nồi bánh tét thì chúng con sẽ xếp làm 2 tầng, thì mỗi một tầng như vậy là 100 cái hoặc là 104-105 cái. Thì sau khi mà xếp xong rồi á, thì ngày mai bắt đầu chúng con mới vô chúng con đổ nước cho, bởi vì cái bánh này nó còn đông đá. Ngày mai vô đổ nước cho bắt đầu đun lên, thì đại khái là bánh tét thì nó dễ hơn là cái bánh chưng đó. Thì sau khi mà chúng con xếp xong rồi, chúng con có một lớp lưới này đó, để cho bánh nó khỏi nổi lên khi mà nước nó nhiều. Rồi chúng con lấy những cái cục gạch mới này chúng con tràn lên đây để cho nó khỏi nổi cái khung này lên, thì cái bánh lúc nào nó cũng nằm ở cái mức độ như thế này, và nước thì nó sẽ lên trên cái viên gạch này. Khi mình đổ nước vô bắt buộc nước phải trên viên gạch đó, để cho nó giữ cái độ chín. Và từ lúc bật bếp cho đến lúc mà nước sôi cho đến lúc vớt bánh là chúng con
luộc cho chắc ăn với lại 12 tiếng đồng hồ, còn bánh chưng thì 14 tiếng. Thì nó rất là đơn giản thôi chứ nó không có cái gì khó khăn cả. Dạ. Đơn giản mà không biết là không biết làm. Rồi. Phải có bí quyết. Rồi bây giờ là xong. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân long cùng về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân long phụng về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng